hạnh thiệt thà. Kể từ nay một giả khắc ghi, giữ gìn chung thủy nghe đào ơi. Thủy chung một lòng một giả, không mà nguy hiểm giang lao. Chỉ sợ ai một giả hai lần, thì nghĩa vợ chồng xây lắc buồn lòng. Có qua cổng chân giam tắt lòng, nếu mà anh có hai lòng á thì trời bẻ họng anh. Thiệt ha? Rồi. Hay lắm, duyên bèo nước đã xuôi về một ngã, mừng anh chị dứt cảnh cô đơn. Dạ tôi vô cùng đội ơn chú Ba. Dạ vợ chồng tôi nguyện cùng chú sớm ôn tần tạo. Thôi vậy là chị hãy vào trong với nàng Ba cho có bạn. Dạ. Anh Mận à. Dạ. Tôi không sao dẫu yên giấc ngủ, lòng cứ nặng lo canh cánh không nguôi. Khắp đảo đây chưa từng có một bóng người, biết tìm đâu ra hạt giống để gieo trồng nuôi nhau qua bữa. Đất ở đây vẹn nguyên màu mỡ, nhưng tiếc thay chưa có hạt nảy mầm. Tôi đã đi bờ bãi mấy ngày dọc, chỉ tìm thấy mảnh trái này trông rất lạ. Ồ, trái chỉ đây mà ruột đỏ như son, lại còn những hạt sót lại. Hương thoang thoảng, thơm nghe dễ chịu. Không biết có phải trái này là giống trái lành không chú Ba? Tôi len lỏi ra ngoài bãi, quyết tìm cho ra được những gì không. Bỗng tôi thấy một đàn chim đang xúm xích rất đông, đang ăn trái của loài dây bò lan mặt đất. Tôi đến, đàn chim dục bay mất, còn bỏ lại mảnh trái này đây. Tôi nghĩ ngay, nếu chim ăn được, tức là người dùng cũng vô hại. Đúng rồi, vậy chú hãy để tôi dùng thử, nếu có bề gì thì lỡ dạy mình tôi thôi. Không, anh Mận, để cho tôi. Không, chứ. Chú để cho không, tôi. Để tôi. Ồ, mát và ngọt đến thao đầu lưỡi. Trái lành, trái lành anh Mận ơi. Trái lành, chú sự sống, sự sống anh Mận à. Chú Hoàng Tiên, chú hãy xuống đây. Tôi vô lấy nước ngọt tưới cho mau nảy mầm trái. Lấy lẽ đi anh Mận, lấy lẽ lên. Hạt giống ơi, nếu là trái ngọt tử thần, tôi quyết đem gieo cho toàn cõi không châu quy. Nếu là trái ngọt quá
nàng là ai? Tôi là diễn ảnh bình minh của anh tiên đó. Nàng dưa đỏ là tên gọi của tôi, là bạn của tuổi thơ ở khắp mọi nơi. Tôi trang điểm cho nhan sắc tươi và vị ngọt. Tôi lạc bước đến đây đúng vào lúc anh đang mơ ước bằng tất cả tâm chân tình. Chẳng biết có khương cùng ta kết tình thân ái. Loài người từ thổ sinh ra đã gắn bó cuộc đời cùng đất, thì chinh an tim này với đất vốn là bạn biết chào. Đất với an tim chịu nhiều duyên kiếp, hôm nay lắm bước hiểm nghèo lại càng cuộc sàn thêm khắc kinh. Mới vừa nghe mấy lời thôi cũng đã thấu đáo cội nguồn tâm huyết. Lòng đây cũng đã hả hê rồi, từ đây là bạn đời thân chân. thần đất ơi, hạt giống đầu tiên tôi vừa mới gieo là gửi trao cho đất hy vọng sinh tồn. Đất ơi, nếu hiểu thấu tội nguyện bảo bọc cho hạt này mầm mà tươi, có là hy vọng là niềm vui. Gió mai đây quan đạo sẽ thành lớn, hoa trái khắp vùng nở rộ ánh lo. Đất này chưa có người khai phá, hương vị vẹn nguyên thể chất nồng nàn. Hạt đã gieo thì sẽ nảy xanh mầm, rồi sẽ đến mùa sai trái trổ. Ồ,
chàng không ngủ được sao? Trời đã ló dạng ánh dương hồng. Nàng ba, nàng ba ơi, sao bỗng nhiên ta thấy ta yêu nàng hơn bao giờ hết. Nàng, nàng có biết tại sao không? Ơ kìa, đôi mắt chàng bỗng nhiên long lanh sáng chói, dường như có viên ngọc lưu ly nhiễm màu, vừa vắng vào có phải nó nhạt ra ngời ngời vui lắm vậy. Chàng phải mau nói lại tiếp hay cùng. Nàng ba, nàng hãy cùng tôi quỳ xuống nơi đây, nơi tôi vừa thấy cửa một thiên đường ở ngày mai rực rỡ. Em chưa hiểu. Tôi đã đi khắp bãi bờ và gặp gỡ duyên kỳ ngộ, lượm được những loài trái xanh vỏ đỏ lòng, rồi ươm xuống đây từ lúc rạng tâm, nên từ nãy đến giờ lòng tôi cứ ngất ngây vui thú. Có phải hạnh phúc sinh tồn mà chàng vừa bắt gặp đó đang hình thành từ cái hạt giống nhỏ hôm nay, nên chàng muốn kẻ chia với thiếp từ đấy bằng tất cả sự nồng say quyền diệu. An tim trong sáng hơn ngàn sao đôi mắt mà chưa chán ngần tình. Tương lai hạnh phúc ai cao ai trầm hôm nay, mà con sao bao nỗi vui là ô ám mây vừa tan trong mắt ai. Lòng đã qua bao ngỡ ngàng, tương lai ta nắm trong tay kể từ hôm nay. Nàng cùng ta dài sát dài trên đường dài. An tim ơi, dù phải bỏ lại đất Phong Châu, kỷ niệm đầu đời một quán xuân thời đầm, thiếp cũng nguyện cùng chàng dấn thân vào chốn lao lung cho trọn chữ chung tình. Là trao trọn niềm tình cho người, nếu lỡ xa những lời lắm.
duyên bèo nước đã xuôi về một ngã, mừng anh chị dứt cảnh cô đơn. Dạ tôi vô cùng đội ơn chú ba. Dạ vợ chồng tôi nguyện cùng chú sớm ôn tần tảo. Thôi vậy là chị hãy vào trong với nàng ba cho có bạn. Dạ. Anh Mận à. Dạ. Tôi không sao dỗ yên giấc ngủ, lòng cứ nặng lo canh cánh không nguôi. Khắp đảo đây chưa từng có một bóng người, biết tìm đâu ra hạt giống để gieo trồng nuôi nhau qua bữa. Đất ở đây vẹn nguyên màu mỡ, nhưng tiếc thay chưa có hạt nảy mầm. Tôi đã đi bờ bãi mấy ngày dọc, chỉ tìm thấy mảnh trái này trông rất lạ. Ồ, trái chỉ đây mà ruột đỏ như son, lại còn những hạt sót lại. Hương thoang thoảng, thơm nghe dễ chịu. Không biết có phải trái này là giống trái lành không chú ba? Tôi len lỏi ra ngoài bãi, quyết tìm cho ra được những gì không. Bỗng tôi thấy một đàn chim đang xúm xích rất đông, đang ăn trái của loài dây bò lan mặt đất. Tôi đến, đàn chim dục bay mất, còn bỏ lại mảnh trái này đây. Tôi nghĩ ngay, nếu chim ăn được, tức là người dùng cũng vô hại. Đúng rồi. Vậy chú hãy để tôi dùng thử, nếu có bề gì thì lỡ dạy mình tôi thôi. Không anh Mận, để cho tôi. Không, chứ. Chú để cho không, tôi. Để tôi. Ô, mát và ngọt đến thao đầu lưỡi. Trái lành, trái lành anh Mận ơi. Đúng rồi, trái lành. Chú Hoàng Tiên, sự sống anh Mận à. Chú Hoàng Tiên, chú hãy xuống đây, tôi vô lấy nước ngọt tưới cho mau nảy mầm cây. Lẹ lẹ lên mọi người, lẹ lẹ lên. Mặt trong ơi, nếu là trái ngọt tử thần, tôi quyết đem gieo cho toàn cõi không châu quy. Duyên nên gặp gỡ giống lành mê quang sơn. Nếu là trái ngọt nàng là ai? Tôi là diễn ảnh bình minh của A Tiên đó. Nàng dưa đỏ là tên gọi của tôi, là bạn của tuổi thơ ở khắp mọi nơi. Tôi trang điểm cho nhan sắc xinh và dị ngọt. Tôi lạc bước đến đây đúng vào lúc anh
Dường dắn vào có phải, nên nhạt ra ngời người vui lắm vậy.
Chả để mau nói lại cho khi cùng. Nàng ba, nàng hãy cùng tôi quỳ xuống nơi đây. Nơi tôi vừa thấy cửa một thiên đường ở ngày mai rực rỡ. Em chưa hiểu. Tôi đã đi khắp bãi bờ và gặp gỡ duyên kỳ ngộ, lượm được những loài trái xanh vỏ đỏ lòng, rồi ôm xuống đây từ lúc rạng tâm. Nên từ nãy đến giờ lòng tôi cứ ngất ngây vui thú. Có phải hạnh phúc sinh tồn mà chàng vừa bắt gặp đó đang hình thành từ cái hạt giống nhỏ hôm nay, nên chàng muốn sẽ chia với thiếp từ đấy bằng tất cả sự nồng say quyền diệu. An tim trong sáng hơn ngàn sao đôi mắt an mà chưa chán ngần tình. Tương lai hạnh phúc ai cao ai trầm hôm nay, mà con sao bao nỗi vui là tình. Ô ám mây vừa tan trong mắt ai, lòng đã qua bao ngỡ ngàng. Tương lai ta nắm trong tay kể từ hôm nay, nàng cùng ta dài sát dài trên đường dài. An tim ơi, dù phải bỏ lại đất Phong Châu, kỷ niệm đầu đời một quán xuân thời đầm thiết, cũng nguyện cùng chàng dấn thân vào chốn lao lung cho trọn chữ chung tình. Là trao trọn niềm tin cho người yêu đời. Nếu lỡ ta những lời thì làm gì đây, đến cùng chàng